Đa Hoa Technology giới thiệu. Người bảo vệ bóng tối của bạn. Tính năng EPW với khả năng truyền tải dữ liệu và nguồn điện trong khoảng cách 800m. Phân tích dữ liệu bằng AI, tập trung vào đối tượng là xe cộ và con người. Nhận diện khuôn mặt, bản đồ nhiệt, đếm người. Tất cả các tính năng tiên tiến nhất đều được tích hợp vào một thiết bị